chị Thanh Mai với áo hồng gọi là chống đồng, áo dài với nét sang trọng của hoàng hậu thiên tần mỹ nữ trong thời Việt Nam lúc còn có những vị vua và triều đình hoàng hậu. Miss Thanh Mai in the outfit of the queen. I guess you can say Queen Thanh Mai. Với một chiếc áo dài phụng và con chim kim phụng lộng lẫy trong màu hồng sen. Miss Ngọc Anh with a loose áo dài and the bird, I believe this bird is the phoenix, very very lovely. Và những hoa sen theo lượn màu quê hương Việt Nam, nhất là của Hoàng gia Huế. This is Miss Bạch Tuyết and she's having the silk of the city of Hà Đông with the lotus flower. Represent the royal family of Huế. Miss Thanh Vân với màu áo hồng thật là dễ thương với những hộp đá trên tà áo dài của chị. Miss Thanh Vân in the pink áo dài and with the gemstone so beautiful. Làm chiếc áo thêm phần kiều diễm. Thảo Ly again in the floral design. Miss Ái Tiên áo này là áo tân thời ngày nay. This is a very modern fashion áo dài. Miss Thảo Ly, Miss Thái Tiên, I'm sorry, Miss Thái Tiên. Again, Thái Tiên with seven colors. Kim Liên is next. It's a party outside.
có cơ kim loan, áo dài ren lộng lẫy với nhiều hột đá lấp lánh được chế lại, là một cái loại áo rất là được ưa chuộng hiện nay. You are looking at Dr. Kim Loan with a red with a gemstone. Beautiful race. This style is in trend this time. Please have a hand of applause for all the beautiful ladies, especially for my ex-boss. Rất đồng hồ của quý vị chị em.